nhằm phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng khoa học và công nghệ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp ngành công thương ứng dụng các công nghệ mới, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Mới đây, Bộ Công Thương và Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023-2026 định hướng đến năm 2030. Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết hoạt động khoa học và công nghệ ngành công thương đã đạt được những thành tựu quan trọng từ việc cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, phục vụ cho quá trình xây dựng, hoàn thiện định hướng, chính sách phát triển ngành, thúc đẩy nâng cao năng lực sản xuất trong nước, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình phối hợp giữa hai bên giai đoạn 2023-2026 định hướng đến năm 2030 tập trung vào các nội dung, phối hợp nghiên cứu đề xuất, đặt hàng và triển khai các nhiệm vụ trong khuôn khổ các chương trình, đề án khoa học công nghệ của Bộ Công Thương theo hướng ưu tiên phát triển, ứng dụng các công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa trình độ cao, công nghệ số để phục vụ phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, phối hợp nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn, phục vụ xây dựng và thực thi chiến lược, chính sách phát triển ngành công thương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.